Mình sẽ trở lại vườn lan trên nóc nhà sân thượng nha các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Thỏ Đam Mê. Thì hôm nay mình sẽ quay cho vườn lan trên nóc nhà sân thượng cho bạn xem. Thì cái cây này các bạn, bước lên cái vườn lan thì gặp cái chậu kiếm này liền. Thì trước đây nó có mới đây thôi các bạn, cái vòi hoa này nè các bạn. Đó, mình mới vừa cắt đây nè. Thì cái vòi hoa này nó lại nở. Thì cái vòi hoa này nếu các bạn có thể dõi mấy cái clip trước á, thì các bạn thấy cái vòi hoa lần trước nó không đẹp các bạn, nó phân bố rất là dày. Cái cần hoa lần này các bạn thấy nó phân bố rất là dày đặc, rất là đẹp nè các bạn. Đó, cái nụ hoa rất là bự luôn, bông hoa rất là to, các bạn thấy rất là đẹp luôn. Có một số cái hoa trên đã nở rồi đây. Nó cũng là một cây thôi các bạn, nở trước nở sau thôi, mới nở thôi, nhưng mà có nhánh thì nó đẹp, có nhánh thì nó không đẹp bằng. Cái hoa này thơm các bạn, mà thơm. Đó, mình đứng nó cách 1 mét mà nó tỏ ra hương thơm lắm các bạn. Trong vòng mình mới cắt thôi, cắt cái cần cũ thôi, nó lại ra hoa cần mới rồi. Hoa kỳ này rất là đẹp. Hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái mùa nhãn tháng 8 nha các bạn. Rất là thơm các bạn ơi. Cái này thì nó mới nở xong một cái vòi hoa mình đã cắt rồi nè. Bây giờ nó nở cái vòi hoa thứ hai, thứ ba và thứ tư. Cái này năm nay nó tới 4 vòi hoa. Còn cái này nè các bạn, các bạn thấy đẹp không? Thơm lắm. Đây là cây nhãn tháng 8 Gia Lai hết nha các bạn. Chuẩn Gia Lai. Ở đây có một chồi hoa nữa đây. Ở đây một chồi hoa nữa nè các bạn. Có nghĩa là những cái hoa này mình chơi chắc cũng khoảng tới tháng 9 tháng 10 mới hết các bạn. Đây chưa kể đây nè các bạn, đây 2 giờ qua nữa nè. 2 giờ qua. Đây một nè. Đây hai. Đứng đây thơm lắm các bạn ơi. Rất là thơm. Đó, mình lấy cái hoa đặng cho nó ngay chính giữa nó đẹp các bạn. Mình chuẩn bị đem này mình xuống văn phòng mình trưng. Còn cây này thì mình để nó nở hết cái cần này đi. Cái này vừa tàn với mình đem cái này xuống là mình trưng được rồi. Thơm lắm các bạn ơi. Đó các bạn này, nay cây Siam lá mít nè các bạn. Các bạn thấy lá xếp đẹp không? Nay Siam lá mít mình nó lại nở full cần rồi nè. Cây này cũng hoa khá là bền nha các bạn. Trước đây nó nở 2 cần hoa rồi. Lúc đó thì nó màu nó chưa có đẹp, nó chưa có đậm đà như vậy đâu các bạn. Kỳ này nó nở ra hoa rất là đậm đà, rất là đẹp. Cây mình nuôi càng lâu càng già thì hoa nó ra càng đẹp. Đây là một cây cũng là nhãn tháng 8, các bạn thấy nó xanh cớm nè. Ăn ngủ đỉnh nha các bạn. Ngủ đỉnh. À,
hai cái cánh trên thì nó hơi nhạt, hai cánh dưới với một cánh giữa nó cái chấm ngũ đỉnh rất là rõ, nó bông khá là to. À, các bạn thấy đằng xa xa đó là một cây dendro đột biến đồng tiền xưa nha các bạn. Nó vừa rồi đó là nó mới ra cái nhánh hoa này, bây giờ nó ra thêm một chồi hoa nữa. Ở bên đây là hai chồi hoa luôn các bạn, hai giò hoa luôn. À, các bạn ngắm cái mặt bông của cây đồng tiền xưa nha. Hôm qua cái có một trận mưa khá là lớn các bạn. Ở đây hình như nó nú ra một chồi nữa nè. Đó. Một chồi hoa nữa đây. Thơm quá các bạn ơi. Cái hoàng nhãn tháng 8 rất là thơm. Cây này năm rồi là cũng hai giò hoa các bạn, năm nay cho 4 giò hoa. À, rất là đẹp. Thì cái vườn của mình ở đây là nhãn không các bạn, nhãn tháng 4 và nhãn tháng 8. Cái này năm sau á thì nó ra bông ngày càng nhiều các bạn, thì một số cây nó đủ tuổi rồi nè các bạn, nó lớn rồi thì nó sẽ ra hoa thôi, cây nó đủ tuổi đủ già thì nó sẽ ra hoa thôi. Cây này có một cái con nữa các bạn, nó đẻ nè, cây mẹ bông con. Cây này cũng khá là lớn các bạn, cây này cây tháng 8 đây, ở ngoài nó cao này cũng 5 tấc các bạn, từ dưới chân nó lên chắc khoảng 5 tấc. Cây này nó cũng đẻ được một cây con nè, cây con lớn khá lẹ luôn. Rồi cái clip mà mình quay cho các bạn xem cây những cây hoa mà đang nở tại vườn nhà mình, đặc biệt là cây nhạn, hoàng nhạn tháng 8 nha các bạn. Còn bây giờ thì mình xin tạm dừng cái clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha, bằng cách đăng ký kênh, bấm chuông để mình ra clip mới các bạn sẽ nhận được tin liền. Các bạn nhớ comment hay là các bạn nhấn like giúp mình nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau.